tên là Lê Dương Quỳnh Anh, năm nay em 12 tuổi. Em học trường Trung học cơ sở phường 1 ở thị xã Gò Công. Ba là người truyền cảm hứng âm nhạc cho em. Lúc nhỏ ba đánh đàn cho em nghe thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, vui sướng. Ba em đã một lần dẫn em lên sân khấu và em đã hát. Và lúc đó thì mọi người hoan hô, mọi người vỗ tay. Lúc đó em rất là xúc động, hạnh phúc. Điều đó làm em cảm thấy yêu âm nhạc hơn. Em quyết tâm theo đuổi con đường ca hát. Khi nhận được tin là em đã lọt vào vòng giấu mặt thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Không còn gì hạnh phúc hơn bằng. Lúc đó thì ba dặn dò em rất là kỹ càng là phải giữ cho mình một sức khỏe thật là tốt. Khi hát thì phải tự tin để chinh phục được tất cả quý vị khán giả. Có bao giờ bạn đi hát trước đây chưa? Dạ rồi ạ. Hát ở đâu? Dạ hát ở đám cưới ạ. Ồ, đi hát đám cưới là làm sao? Đi hát góp vui cho người ta. Ồ, thế là chắc là lên sân khấu là cũng quen rồi đúng không? Dạ. Có còn lo nữa không? Dạ cũng khó. Nó sao kỳ vậy? Mình hát nhiều rồi sao còn lo, nó là lo gì? Càng nhiều người con càng sợ. Kỳ vậy? Càng nhiều người là càng sợ. Dạ. Rồi lát ra là rung là làm sao mà đậu được? Con nghĩ không có đâu. Sao kỳ vậy? Mới nói rung rồi sao không có là sao? Tự tin là được rồi. Vậy là có rung hay không? Dạ, 50 ạ. Thì ráng đừng rung nha. Cố gắng lên em, chúc em may mắn. Dạ. Bé Quỳnh Anh. Dạ. Trời đất, học trò của cô mà sao hôm nay con lớn quá vậy ta? Dạ. Cao hẳn hơn nữa. Dạ. Trời, thấy cô mà mắc cỡ là sao? Thấy cô là phải tự tin chứ, đúng không? À, như vậy là ngày hôm nay là con sẽ có một điều rất là may mắn nè. Bởi vì là cô là người dẫn chương trình của chương trình này, đúng không? Thì cô sẽ đứng ở trong cánh gà sân khấu ủng hộ cổ vũ cho con. Bởi vì là con là học trò của cô. Và cô biết là con có một giọng hát rất là dễ thương. Dạ. Có một khuôn mặt dễ thương. Như vậy thì bây giờ cô hy vọng là con sẽ diễn thiệt là thành công nha. Rồi, tới lượt biểu diễn của con rồi đó. Dạ. Ra sân khấu đi. Học trò của cô thì phải hát làm sao cho cô được hãnh diện nghe chưa? Cái chuyển động cơ thể rất là uyển chuyển, sao mà hay vậy? Em có học múa, học nhảy hay học một cái lớp học biểu diễn nào không? Dạ có ạ. Chắc chắn là em đã làm rất là tốt cái việc học của em rồi. Cô rất là cảm ơn con khi con hát cái bài này để cô cảm thấy rằng là nhớ lại những cái thời năm tháng học
học sinh của cô. Đây là một trong những cái bài hát mà yêu thích và gắn liền với lại những cái kỷ niệm học trò đấy. Nhưng mà không chỉ là ấn tượng với con vì nó gợi nhớ tuổi thơ của con, cái đó thì nó cá nhân quá, mà thực sự là con đã làm khuấy động sân khấu, con đã làm tất cả mọi người không thể không đứng dậy để vỗ tay và nhảy theo con được. Và con quá hiểu rằng là ngày hôm nay con trình diễn thành công như nào rồi, đúng không? Dạ. Con ơi, chú vô cùng ấn tượng với con. Chưa ai có thể thuyết phục chú để cho đứng gì mà phải là nhảy điên cuồng luôn, bởi vì cái mà nó vô cùng tự nhiên mà nó rất khó để làm, bởi vì nếu mà làm quá thì nó sẽ không tinh tế. Mà có làm quá vừa phải, rất là vừa phải, vì như là con đã lấy cái bài hát đó để vô con người của con và nó sẽ ra tự nhiên như vậy thôi. Và cái anh như anh nói là cái flow ấy, cái này ấy nó phải có từ tố chất của con chính người xác. Và cái này nếu như không qua những quãng thời gian mà con nghe nhạc nhiều, con nghe những cái loại nhạc đó, con yêu thích nó, thì không bao giờ con có thể biểu diễn một cách tự nhiên như thế, đúng không? Bạn này rất đặc biệt. Có thể nói với con là cái mà chú đam mê nhất á, và muốn nhất á, là được cái cơ hội để cho đào tạo con. Nếu con cho chú được cái cơ hội đó, chú sẽ vô cùng cảm ơn con. Con à? Dạ, cảm ơn chú. Con cái loại nhạc tiết tấu này á. Không, cái loại nhạc tiết tấu này là kiểu của cô. Kiểu này là kiểu của cô. Please. Chú nghĩ là bây giờ cũng là lúc con cũng nên quyết định lựa chọn vào đội nào. Dạ, bây giờ con muốn vào tất cả. Vào đội của tất cả mọi người. Nhưng mà chào mừng quý vị khán giả và các bạn quay trở lại vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Người mà con hâm mộ nhất, yêu thương nhất vẫn là Thanh Bùi ạ. Mất bao nhiêu lâu nhảy tắt cả mồ hôi. Nhảy phụ hòa uốn éo uốn bao nhiêu calo. Giận quá, giận quá, giận quá, nhưng mà giận yêu quá. Là huấn luyện viên về đích cuối cùng trong tập 4, có vẻ như Thanh Bùi đang chạy nước rút để tìm về cho mình đủ 15 chiến binh. Cái mà chú đam mê nhất á, và muốn nhất á, là được cái cơ hội để cho đào tạo con. Nếu con cho chú được cái cơ hội đó, chú sẽ vô cùng cảm ơn con. Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang chỉ còn một lượt bấm. Họ đang rất thận trọng trong việc lựa chọn thí sinh cuối cùng về cho đội của mình.